từ cho con hỏi như thế nào là một vị sa di có phải xuất gia mình là sa di không phân biệt độ tuổi trong một thời gian mới thọ giới tỳ kheo vậy khi phật còn tại thế các đại đệ tử của ngài có trải qua thời gian làm sa di không à, theo uh, theo luật ấy là hai mươi là phải lên tỳ kheo không có cái chuyện anh 20 rồi mà anh vẫn còn là di. đâu anh phải lên tỳ kheo. À, nó nó như vậy là có một lần á uh, sư nói chuyện với ngài uh, với một vị trưởng lão vị này mới nói như thế này sư có bao giờ suy nghĩ tới một chuyện không có ông á ông làm say di ông nghĩ như vậy uh, tỳ kheo thì uh, nói nói nó hơi tục tí nha uh, đi chơi gái à, uh, là phạm ba cá tức là bị trục xuất nhưng mà sa di thì chỉ chỉ thọ giới độc giới lại thôi thọ giới lại thôi nó đơn giản lắm sa di mà phạm ba cái bức cộng đâu có bức cộng chủ thành ra sa di mà có đi bậy bạ hoặc là có trộm tiền tam bảo thì giỏi lắm thì cũng thọ giới lại xuất gia lại đơn, đơn giản lắm đơn giản lắm nhưng mà tỳ kheo nó lớn chuyện thành ra là muốn ăn chơi như cư sĩ mà vẫn muốn người ta thờ mình à, đó là lý do đó mà với ý kiến của sư và với cái uh, từ nghiên cứu của sư hai mươi trở lên là phải là tỳ kheo và sẵn nhắc luôn nha là nếu như mà tỳ kheo phạm bốn bất cộng trụ á là trục xuất không có vụ mà tu lại sa di không có vụ tu lại sa di bởi vì cái tội đó là cái tội là không được quay trở lại tăng đoàn chứ không chứ không có chuyện như một số người là à, phạm bốn bức cộng trụ tu lại sa di tôi có đâu dẫn chơi à, nói để cho quý vị hiểu ha à, còn à, cho nên ấy, mới xuất gia nhưng mà nếu như trên 20 tuổi thì vẫn lên tỳ kheo à, tuy nhiên đó là trên uh, lý thuyết và kinh tạng nó là như vậy. Còn thực tế thì nó nó có một cái vấn đề nó như thế này nè. Là nhiều ông á ổng xuất gia mà cho ông lên thẳng Tỳ kheo á, ổng tu ổng không có ai nói gì được ổng hết. À, nhưng mà mình muốn muốn 20 tuổi lên Tỳ kheo lên thẳng Tỳ kheo á thì nó phải như vậy nè. Chơi anh đã chơi theo luật là anh phải chơi đúng luật. Tức là sao? nếu anh không phải thuộc dòng họ thích ca thì anh phải có tối thiểu là 4 tháng hả ta 4 bốn hay sáu gì đó là anh uh, nhận cái sự uh, gọi, gọi là cái sự đào tạo của tăng đoàn mà bây giờ gọi là làm giới tử đó đó là thời gian tối thiểu nha thời gian tối thiểu 4 tới sáu tháng là tối thiểu còn tối đa là tùy tức là chưa tăng thấy chừng nào mà cái người này được rồi đó thì mới cho lên tu nếu như mình làm gắt từ cái giai đoạn đầu á thì cái chuyện mà người đó qua 20 lên thẳng thì khep rất cái đó chuyện bình thường nhưng cái vấn đề là bây giờ đó, họ dội quá đi sư ở chùa này nhận biết bao nhiêu người rồi vô xin thưa nha hai ba tháng mà không cho lên thì không cho lên, không cho xuất gia phải không đi chỗ khác chơi à, kiếm chỗ nào dễ đó, thì đi thì đi xuất gia và chỗ đó lên sa di lên sa di dễ tại vì chỗ đó nghỉ thì ông sa di ông chưa là cái gì đâu à, cho nên là phải dạy ông cho kỹ mới dám cho ông lên tỳ kheo thì thấy chỗ này lên tỳ kheo khó quá cái kiếm chỗ khác lên tỳ kheo dễ hơn Chạy qua lên tỳ kheo xong rồi lên tới tỳ kheo đồ Đó sống một cuộc đời vô dụng đó, à, cho nên là nếu như quý vị hỏi theo luật ha theo luật thì trừ khi mình dòng tập thích ca chắc không có đâu ha tối thiểu 4 tới 6 tháng làm giới tử. Đó là thời gian tối thiểu tối đa không giới hạn. Khi à chừng nào chưa tăng thấy hợp lý cho xuất gia thì qua 20 được lên tiền kheo Ừ. Sa di là nhắc nhở cái Sa di là 7 tuổi thì được tu à, 6 tuổi không có được tu Sa di đâu. Ờ 7 7, 7 tuổi là tính luôn mười tháng ở trong bụng mẹ thì đúng rồi bảy tuổi còn tại vì dưới bảy tuổi nó không có dạng là không có gánh được cái 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 cái, cái tăng tướng của sa di cái tướng của sa di tại khái vậy đó thấy cái thấy cái hình mà nhóc sa di mà không biết chắc hai ba tuổi ba bốn có được đâu nó ngồi nó gục lên gục xuống nhìn thì dễ thương thiệt á nhưng mà <laughs> ngay cả các vị thánh sa di trong kinh cũng 7 tuổi còn mà, mà thọ giới tỳ khu á nếu mà nói theo một cách chuẩn mực á thì khuyên quý vị từ từ vì vậy đừng có gấp cái người lên tỳ khu vị lên tỳ khu á bản thân sư á đừng tôi nói không phải khoe nhưng mà bốn năm sẽ giới tử ha bốn năm giới tử tôi thấy chua lắm rồi đó hương năm giới tử sau năm sẽ gì thấy chọn chục năm mà. lên thì cô là thấy chục năm đây là tại thì sư muốn như vậy chứ không phải là thật ra là sư sự... cái một lên luôn cũng được nữa nhưng mà phải à, phải giới tử rồi mà nội mà cái thời gian giới tử sẽ di đó cái thời gian đó mình phục vụ là phước báo mình nó có nói này nào, nó không có trong kinh nó không có trong ấy nói theo cái, cái kinh nghiệm của các vị á các vị lớn á là gì mình cái cái thời gian mình làm giấy tử mình sẽ gì, mình phục vụ nhiều đó cái đó nó trợ tiêu cho mình mình tu lâu cái này là các vị truyền nghề lại giống như không có trong kinh không có nhân quả nào nói trơn nhưng mà cái dạng là các vị nói vậy đó thì mình cũng nghe theo mà mà thật dễ nha, vị nào mà nó có cái thời gian sa di với giấy tử lâu lâu thì vị đó tồn tại lâu trong đạo nha trong trong trong, trong tăng đoàn nha còn mà mà cứ lên sớm sớm dễ rồi à. một phần là do mình lâu mình học hiểu biết rồi khi mà mình làm ở dưới giống như thời gian lâu mình làm nhỏ rồi thì mình làm lớn mình mới chuẩn còn chưa chân đâu mình bốc lên làm ngồi trước ăn trên không nó cũng uh, nhiều cái lắm nó nhiều cái mình mà cái vị thiếu hiểu biết mình lên nổi á thứ thứ quý vị mình làm lớn á mà lên trên mình ngồi mình thì khu á mà mình không biết gì trơn á bản thân mình cảm thấy tự mình quê cho mình chứ đừng có nói là ai quê giùm mình nha thì, thì bắt buộc quý vị phải 10 năm, 5 năm, 10 năm trong đạo quý vị mới thấm nhận được cái, cái, cái giáo lý và những cái tu tập này nọ chứ không tới một ngày một bữa những cái chùa khó khó đó, những vị xài khó khó đó. thì tin đi, hồi xưa đó vị thầy sư mấy em được lên xe di thôi là 2 năm trở lên được nói, ông nào mà ngon lắm mà tu tập mà dữ dàng mà giỏi ít như vậy 7 tháng còn mà ông nào mà, 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 mà trung bình nó là hai năm mà tệ tệ phải ba năm mới được lên xe gì mà từ xe di lên lượt thì theo đó là căng lắm phải đủ vụ kinh điển nó chưa phải là cái gì hết với đứa ông coi ông canh me từng chút từng chút một mà cảm thấy rằng được mới cho lên còn những chùa dễ dễ thời gian lên mà khi mà họ họ nản họ thấy không không cho lên cái họ bỏ đi kiếm cái đủ nào dễ hơn thì cái đó là tự mình giết mình á trong cái cuộc tu này mình tự mình giết mình